Rồi, xin chào các bác. Thì hôm nay em sẽ lại hướng dẫn các bác cách để mà lắp lại cái máy của mình nhé, cái máy V30 ấy. Thì khi mà các bác muốn lắp lại cái máy của mình ấy, thì các bác cũng phải KDZ nó về cái bản 930 nhé. Thì đây em đã KDZ nó về bản 930 rồi. Đây. Thì em cũng đã KDZ nó về bản 930 20D rồi. Thì các bác cũng lại phải bật cái OM và cái gỡ lỗi lên. Đây, mấy cái này gần như phải bắt buộc rồi. Đây. Thì cái này nó đang là bật rồi nhé. Đó. Và cái gỡ lỗi các bác cũng phải bật lên. Rồi. Ok. Đó. Thì bây giờ các bác ví dụ các bác chưa cắm cáp thì các bác cắm cáp lại. Rồi cắm cáp lại và đây giờ các bác lại phải chạy các lệnh ALB thôi, nó cũng như kiểu là lúc unlock ấy, nhưng mình sẽ dùng lệnh để relock thôi. Đây trong này đây các lệnh của mình này, đây đây các lệnh của mình đây, CMD đây, bật CMD ở trong này lên. Rồi đầu tiên cũng cái này nó báo là ok đi ăn, các bác phải nhớ là luôn chọn nó nhé. Ok để nó cài đặt được cái driver ADB ấy mà. Đây các bác một lần nữa là các bác muốn kiểm tra cái cài đặt driver ABD à, quên ADB ấy, thì các bác vào đây manager xem là cái máy mình là ok chưa ấy mà. Đặt driver manager này. Đó, các bác nhìn cái dòng trên đầu này này. Đấy, thế mà các bác thấy máy bác có cái này. Thì có nghĩa là các bác đã cài driver ADB thành công nhé. Thì các bác mới làm được những cái khác. Còn không không cài được thì chả làm được cái gì đâu. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ gọi cái lệnh kiểm tra ADB. Xem máy đã ok chưa? Enter đó ra theo nó đã ok rồi này. Rồi tiếp theo mình sẽ gọi cái lệnh để mà vào vào fastboard, copy copy lên này, paste enter, máy sẽ khởi động lại vào fastboard. Rồi ok tiếp tục mình sẽ dùng cái lệnh kiểm tra là máy mình đang ở cái chế độ là lock hay là unlock nha. Copy enter đó, thấy các bác thấy không, cái máy của em ấy nó đã được unlock rồi nhé. Đây cái phần unlock này là yes nhé. Thì bây giờ em sẽ lock nó lại, nghĩa là không unlock nó nữa, cũng có nghĩa là relock đấy. Chúng mấy cái từ tiếng Anh này em nói cũng không chuẩn đâu, có thông cảm. Rồi trong đây này có cái lệnh đầu tiên này là cái lệnh mà relock nó đấy, cái là không unlock nó nữa. Rồi copy rồi paste rồi 1 2 3 chạy này, enter đó, các bác chờ nó tí, nó đang xóa các thứ này, các bác chờ thì bây giờ báo thành công là sẽ thành công thôi. Xem clip của em cho các bác phải chờ đợi rất là lâu, tại vì toàn những cái bước nó khá là lâu. Hy vọng các bác sẽ hiểu và làm được và không phải hướng dẫn gì nhiều, các bác chỉ có xem là sẽ làm được thôi. À, các bác chờ nó thi, nó chưa xong. Hôm nay em sẽ không giải trí bằng cách xem phim gì đấy, tại vì những cái cách xem phim đấy nó có thể là ảnh hưởng đến bản quyền và có thể clip sẽ bị xóa, rất là lòng vòng, em không thích. Thôi mà cách mình nói chuyện với nhau thôi cho nó vui đó. Các bạn thấy chưa, nó đã báo là thành công đó, finish được kìa. Bây giờ các bác thử kiểm tra bằng cái lệnh
Còn cái lệnh kiểm tra xem nào. À, cái lệnh này. Đó. Copy. Enter. Đó. Chỗ này thì kiểm tra được luôn này. Này. Đấy, các bác thấy không? Máy mình đã không còn unlock nữa. Đó, no này. Rồi. Bây giờ mình sẽ khởi động lại cái máy của mình thôi. Xem là nó có bị hiển thị dấu chấm than nữa không nhé. Ấn nguồn. Hỡi mà đấy, nó lên logo và LG V30 rồi này, không hiển thị cái dấu chấm than. Có nghĩa là máy mình đã relock ok rồi. Đấy. Mình relock ok rồi nhé. Mình đi lắp về để mục đích mình về cái mình KDZ về cái bản 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 Hàn 21O ấy, cho nó khi mà mình khởi động lại đỡ nhìn thấy cái dấu chấm than màu 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 cam ấy. Tại vì cái, nhìn cái đấy nó cũng hơi ngứa mắt. Còn thực ra thì các bác không cần relock cũng được chẳng sao cả. Để sau này các bác có thể là chơi được cái ROM cốc luôn, khỏi phải unlock nữa. Unlock một lần thôi. Chỉ là những cái khi mà khởi động lên nó có cái dấu than đấy mình không thích mấy thôi. Đó. Nó không có dấu than đấy nhé. Bây giờ máy mình đã relock ok. Có thể rút dây nguồn, rút cái jack này ra được rồi. Và lại phải thiết lập nó vẫn đang ở cái bản 94 930 mà. Mấy cái bước này thì thôi. Thôi rồi, coi như xong rồi nhé. Tại vì những cái bước thiết lập này nó không có gì quan trọng cả, và mình thiết lập xong thì mình sẽ KDZ về cái bản chính chủ của mình thôi, không cũng không có cái, những cái clip những cái việc làm đấy mình đã hướng dẫn hết rồi, nó không rất là đơn giản thôi. Còn việc bây giờ là mình đã hướng dẫn các bác là relock được cái máy này lại rồi nhé, cái máy mình sẽ không còn dấu chấm than màu cam nữa rồi. Ok, cảm ơn các bác.